Vâng, em Đồng Thiệp xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào cả nhà. Dạ vâng, hôm nay thì em cùng với Anna sẽ lên phục vụ tất cả mọi người đang theo dõi của buổi livestream xe máy Hoàng Kiên. Rất nhiều sản phẩm mới về. Vâng, rất nhiều những dòng xe mới về nhá. Mà lại hot hòn hột này anh em này. Win 100, đầu máy 1.1, zin toàn bộ. Bạch công tử nhá. Rồi, tí nữa anh em nào hãy đến với một chiếc Win đẹp mà các bác hỏi rất nhiều. Tiền của Win luôn thì anh em không có gì để chê cả. Đúng rồi, bây giờ giới thiệu sơ qua với anh em DSH1 2022 này. Vâng. SH Nam 160 2023. Liberty IE. Một đôi 160 AMS hết cả màu trắng và màu đỏ. Lần lượt ra cho các anh em mình. Một chiếc Dream Thái nhá, hàng rất là hot đấy, nhiều bác hỏi cái tầm phân khúc hơn 40 cho chiếc đầu máy 81 này thì có thể cân đối với hàng này. Chúng đi ăn đi làm đi ạ. Đang trong quá trình đàm đạo nhé. Trong nhà còn một số xe đang xếp hàng chờ sẵn để xếp hàng lần lượt ra đây để giới thiệu với anh em. Có mặt trên like cho một nút chia sẻ và ủng hộ comment nhá. Em cũng anh là biết đỏ hay biết xanh đấy. Hôm nay ok chưa? Anh biết đỏ ấy. Rồi em còn biết xanh. Chắc là được đúng không các anh em? Không thấy anh em nào thắc mắc về âm thanh ánh sáng thì chắc là ok rồi. Đây. Anh em nghe rõ chưa? Cho em xin một comment đi ạ. Đầu tiên. Đầu tiên để lên luôn chiếc phim đây đây chỉ để cái này. Cái bài đầu tiên giới thiệu cái sản phẩm đầu máy 1.1. Anh em nào có thể tìm hiểu về Win 100 có thể không chiêm ngưỡng zin của ông vẫn còn xanh đây các bạn chân là của mày Win hàng chọn lọc nhá. Đúng rồi. Vừa mới về xong đây anh em ạ, hàng nóng hổi nhá. Vâng, bác nào đam mê Win 100, đam mê Win đẹp thì hãy cùng xem và cái ốc này anh em thử ốc này này xanh ngắt vuông đét đúng không ạ. Đây tiếp theo ốc chuyên dân này, cái dòng Win thì nó rất là hay ốc cũ rất dễ để cho mình có thể quan sát được tất cả ra ngoài. Đấy là các bạn xem đẹp quá đúng không? Viên áo đầu phù chắc lịch cả. Sơn zin máy zin nha anh em nhé, tất cả là zin hết đấy ạ. Cân đối nguyên đen tem tím nhá, sơn zin máy zin nhá, bình cốp zin hết này. Đúng rồi. Về là liên tục là các anh em hỏi cũng là đặt hàng không bị đẹp, các anh em hỏi đi liên tục luôn. Đây từ cái mặt đồng hồ này đấy, tất cả này. Hay là các cái phím tay nắm này, các anh em nhìn cái tay nắm đây phím đẹp nguyên bản hết cả cái ốc, cả hai bên tay nắm nhận máy này không có gì để chê cả đấy. Hàng chất đẹp. Như anh em nhớ có một bác nào sáng nay hỏi em là có về thì gọi anh, nhưng mà em cũng bận chưa kịp hỏi. Nếu mà bác có mặt trên live thì hãy đến với cái sản phẩm Win 100 hàng đẹp, hàng zin, bình cốp, quả bình cốp này thì anh em thấy rồi đúng không? Cái chiếc bên đỏ nói nó hơi bé, tăng lên hoặc là để cho nó sang. Anh em nào quan tâm đặt inbox lại bên em nhá, cho em xin comment để bên em còn trả lời các anh ạ. Để đến với một chiếc Win 100 đẹp chất, hàng zin, giá là 63 triệu. 63 triệu từ cái biên này đây các bạn xem đúng theo năm tháng không ngồi, đây chính xác là không ngồi luôn, đẹp giá máy này. Rất là cái tem đúng không ạ, anh nào mà chơi tem bình cốp này ra tiền luôn quá đẹp, cũng là của những anh em siêu tầm đấy ạ. Rồi, đè trước đè sau, xe này là xe anh em siêu tầm nhá, càng trước càng sau chơi kê ngắm đều được tất. Sản phẩm này để giới thiệu thật sự là không còn nhiều trên thị trường. 63 triệu cho một chiếc Win 100 này nhá. Rồi, bác nào đúng chân, bác nào đúng nhu cầu hay đến với một chiếc Win 100 giá là 63 triệu. Đây chúng ta thấy có nhiều anh em rồi. Anh ơi, anh quay kỹ cái cục máy này cho anh em xem này. Đấy. Cục máy nhá, máy zin nhá anh em nhá. Máy zin. Anh em này báo lại là ok rồi mà. Tiếng chắc ok rồi đúng không các anh em? Chuyển lên gần hơn chắc là ok rồi. Đấy em để hơi xa. Đây, máy vẫn đang nổ này, anh em nghe tiếng điện nghe cả máy luôn nhỉ. Wow. Các cái chân đàn này nhìn lại thấy sướng đúng không? Đấy. Đều đặc sắc như mẹ. Sáng.
quá dán vào, chặt xước đi. Quá đẹp, quá hợp lý, quá phù hợp. Rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Rất nhiều anh em đang hỏi comment đúng không? Đây, chắc là bên bên bất động sản anh sang bên xanh đọc cùng. Bất động sản Hồng Nguyễn Doãn, mình muốn mua con Vision chỉ 20 triệu. Tầm 20 triệu bên em có nhá. Vâng, màu trắng 25 biển Hà Nội, chính xác là sáng nay em vừa mới chạy xong. Anh yên tâm Mio. Mio giá, xanh. Giá bao nhiêu? Kia, con màu xanh đằng sau. Lên luôn. Anh Dương quá, âm thanh ok. Vâng. Anh Dương Tuấn. Vâng, cảm ơn tất cả các anh em nhá. Em lại sang bên bên đỏ để phục vụ. Tiếp theo là một chiếc SH Mod bản 2022 nhá. Bản ABS 2022. Em nó đến từ mảnh đất Điện Biên nhá. 27AA10887. Đây là biển dành cho những anh em định danh. Đấy, mẫu mới của bên phòng cảnh sát giao thông họ xuất ra. Nhiều anh em lại tưởng là 50 SH 50 CC. Nhưng mà đây là biển định danh nhá anh em nhá. Cho một chiếc SH Mod 2022 bản ABS. Bản Sport. Dành cho bác nào đam mê xe lướt, các chị em đi thì cũng không có gì để chê cả. Một bản đèn led 2 tầng này. Mẫu xe hạng sang dành cho nữ. Vừa được thương hiệu SH, vừa được phanh chống bó cứng bánh trước, đảm bảo an toàn. Như là động cơ 125 thì gần như là cũng rất phù hợp cho các chị em gái rồi, đúng không ạ? Còn hình thức thì bác cũng xem máy đi lốp theo xe ốc trục. Hùng Cá ơi, xe Win đấy là 63 triệu nhá. 63 triệu cho một chiếc Win. Nhìn đâu đẹp không? Tay nắm này. Gì hết. Nhưng mà với cái tầm này thì các bác chỉ cần cân đối xem đúng nhu cầu sở thích của mình hay không thôi. Thì báo cáo là mua mới vẫn là câu chuyện xấp xỉ 70 nhá. Giá trên line em để ra là 55 triệu thôi. 55 triệu cho một chiếc chạy có mấy nghìn cây. 5.600 cây. Quay. 5.600 km mới chỉ là hết nốt đa thôi anh em nhá. Thay được một hộp dầu 5.600 km này. ABS. Tầm này chạy mới là thích máy này. Bác nào mà chị nào mà đang cần thì hãy cân đối. Về không cần chạy nốt đa nữa. Trong cái quá trình chạy nốt đa rất là vất vả. Thay dầu rồi là nó sượng xe. Nhưng mà đến cái quá trình này là nó êm du rồi. Về mình chỉ việc sử dụng, không phải phục vụ nó nữa. Đổ xăng là lăn bánh đây. Quay lại mà để thấy được các cái chi tiết tìm bấm này. Đẹp không? Đây các anh có chú ý. Mỗi bật va đèn nhiều thì nó mới phí. Vòi nhiều thì mờ. Những nút đề này, đề đi nhiều thì phải đề. Mà đề nhiều thì nó bong mất chính đề. Thay thì cái này mới, cái này cũ thì nó không khớp nhau. Đấy nên là anh em bảo sao không thay, thay cũng được anh em. Nguyên tắc là để nhìn nó tổng quan cho lối điện của cái xe. Mình thay cái này mới cái cũ được chưa? Cho thay. Đấy. Ok, anh em đợi một chút nhá để giám đốc sẽ kiểm tra lại âm thanh ánh sáng cho chuẩn hơn. Đổi mic anh em nhá. Đúng rồi. Âm thanh bị nhỏ, tiếng nhỏ. Đây. Quang Phương Ngọc Lan đã định thái tổng tầng 20. Ôi giời, hai cái ngược nhau rồi. Em đưa sai rồi. Ừ. Đi sai đưa hai cái đúng không? Xếp đưa mà. Anh đưa em đây chứ. Bây giờ cái nào? Đổi cái nào? Hồi nào cứ đứng gần nhau thì nói anh em nghe rõ, mà cứ đứng xa nhau thì nói lại không nghe rõ là vì thế. Anh em kiểm tra hộ em tiếng đã bụt được chưa ạ? Rồi. Ừ. Kỹ thuật chút anh em nhá. Đây đúng chưa? Rồi lấy hai cái một bên. Bảo sao cứ đứng gần thì nghe rõ, mà cứ đứng xa nhau thì là chị nghe thấy một mét bé. Từ đầu em chỉ cài thôi. Hai anh em, ok anh Phan Thắng, rồi ok, đờ Jim Thái rồi. Phạm Đạt có con đờ rem nào 1X nhỏ không ạ? Cũng có đấy anh ạ, Jim Thái đời đầu hoặc là nó cũng giật dọn rồi, nó cùi cùi. Giật dọn phải hơn, nhưng mà nói chung là cùi cùi thôi. Ok, được rồi, chiếc này là 55 triệu nhá. Ngon lành hết. 55 triệu, SH Mod 2022 bản ABS. Vâng. Sport. Đây, đã nghe là phải đờ Jim Thái này phải lên ngay sau chiếc Win thì nó cặp song sát xe cổ đúng không ạ? Cùng một lứa về. Mà em đứng thì em đã xếp là đánh, hai chiếc kia là song song nhau rồi. Đánh xe tải đi. Hôm nay là chính xác là hai em này là được xe bán tải rước đi đón về. Đấy, xe bán tải riêng của bên em có một anh lái xe chuyên đi săn gọi là cọp. Anh em hay gọi là đi săn cọp. Chiếc này cũng không phải dạng vừa đâu đúng không anh? Rồi, cái nhìn này, xanh như thế này, mực này, càng bát Meyer càng vành này. Chân nan. Cứ nhìn chân nan là đoán ra chương trình. Rồi anh em thấy được. Những chiếc Jim Thái đẹp này.
CMGO CS đúng không ạ? Đấy, bác nào mà trong nghề thì chỉ cần đọc như thế là thôi hiểu rồi. Trục ốc này, xanh gì luôn. 813 nhá. Rồi, 81, 1997, 998, những cái năm tháng mà Jim Thái gần như là oanh liệt khắp miền Bắc đúng không ạ? Bác nào phải có số có má thì vào được, anh lại phải quay lại lần nữa đầu bò. Riêng hàng đẹp thế này phải nhấn mạnh lên cho các anh em xem. Rồi. Trực tiếp giám đốc Hoàng Kiên đang thẩm nhá. Đấy để đúng rồi, vừa mới đưa xe tải săn về. Đấy nên lên chưa rửa, chưa tráng qua nước nó lên phục vụ anh em. Chưa báo. Cả vành sau nhá. CMGO CS. Đấy được đôi vành, các anh em nhìn không? Vành zin cả trước cả sau. Rồi, ok. 41 triệu là giá dành cho anh em sở hữu chiếc Dream Thái. 1997. 41 triệu cho một chiếc Dream đầu máy 81 đời 97. Máy zin sơn zin. Tem này, tem nó vỡ ra theo đúng cái chất của tem zin này các anh em. Xe này vẫn dán ni lông đấy anh em nhé. Vẫn dán ni lông về anh em bóc rồi. Được quả vành trước vành sau. Đúng không anh em, nhìn quả CMGO CS được. Biển này giữ đúng cái biển. Mặc dù nó cũng có tí phẩy 7349 nhưng mà thôi biển 4 số không vấn đề gì. Máy chắc nghịch luôn nha anh em nhé. Anh ngó gầm lườn xem ạ. Bù 2543. Quay gầm lườn nha anh em xem này. Đấy. Ừ, đẹp thì nay mà nắp bình xăng này. Tan dìn cái nắp bình xăng phải có. Nếu như mà anh Hưng vống mà hay xem like, anh ấy phải vống cái con này nhà em, tem này phải lên 80. Em hay mua xe dọn kiểm tra xe trước khi lên này các anh em. Cứ cái quả mà lắp mình sang đẹp thế này mà anh Hưng vống, anh vống phải trên 80 mất. Nhưng mà có 41 triệu thôi. 41 triệu đấy ạ. Yên sắt nhá. Anh em đúng không ạ? Quả này gọi là mận chín này. Xem ai bảo mận chín. Tất cả các tai này, anh em nhìn tai này. Tai này trước này. Đây cái độ xanh của các cái trục này. Quả lắp mình sang mỹ mãn nhỉ, đẹp. Sổ. Quá đẹp luôn. Đúng chân bác nào mà Vương Tuấn ơi, xe này là 41 triệu đúng nha, rồi. Đem Thái này 41 triệu. Khẳng định với các anh em nhá, Jim Thái mà được đồ đẹp, được vành trước và vành sau zin theo xe, đồ nó liền như thế này mà anh em mình mà bỏ ra hơn 40 thì đúng là phải cạnh tranh rồi, phải nhanh tay rồi. Có một sản phẩm thôi. Bác nào đúng đầy dán ni lông này anh em. Ơi, bóc ra thì vẫn gọi là sáng. Nhìn vẫn cái mặt này, rôm rôm theo đúng cái thời. Đúng rồi. Nó là nguyên bản thời gian nhé. Đấy đúng cái Honda này. Đấy các bác nhá. Bóc ra thì kéo lại mận chín tiếp lần nữa thì lại đẹp. Nút công tắc vẫn còn rõ ràng đây này. Máy hít yếm áo đồ đạc. Vẫn rõ ràng nha anh em nhá. Hàng là mưa mới đánh xe lưa về, chưa có rửa, chưa có tráng qua nước. Bác nào mà đúng nhu cầu lấy về ủ dầu, đánh bóng, ẩm xi lên nữa thì nhìn nó cứ gọi là sáng khoác luôn. 41 triệu thôi. Khẳng định là với tầm này chơi Jim Thái là cực kỳ yêu và cực kỳ phù hợp rồi. Bác nào đã từng hỏi, đang được xem buổi live này thì đừng chần chừ, chốt ngay giúp em. Bạn Toàn Đô báo là biển xấu, biển 4 số, đúng biển rồi. Xấu. Bây giờ nó mình thích phẩy, mình không thích 4 số. Không 4 sao. 9 thì mình đổi nhá. Đổi được. Biển 5 là mặc định các bác được về biển 5 số. Đấy. Sang tên chính chủ luôn, 5 số luôn. Không còn 49 nữa đâu ạ. Đúng rồi. Anh em nào có nhu cầu hãy chốt nhanh tay. Anh Hà Thương bao nhiêu tiền? 41 triệu. À, anh Nguyễn Hành Dream Thái này ngày xưa mua được ao rong muống. Vâng, ao rong muống thì bây giờ bán đi thì khả năng là lại làm được quả chào chứa, mười mấy xe cái này đặt đây hoặc là làm mấy quả bốn chỗ anh nhờ, đúng không ạ? Đấy. Đầu bò. Anh Đỗ Mạnh Hải. Đẹp đấy anh ạ. 63 triệu nhá. Win 63 triệu nhá. Vâng, ok. Rất nhiều anh em vẫn đang hỏi. Chào tất cả các anh em nhá. Mong anh em có thể chia sẻ ủng hộ để làm sao những cái buổi live này được đến với nhiều các bạn đang cần, đang tìm. Vì thật sự em rất hay tiếp xúc với khách hàng đến những cái lúc xe đã bán rồi. Thì thật sự đây là một cái đáng tiếc. Nhiều khi các anh em không có thời gian xem, tối xem lại nhưng mà chưa được chia sẻ thì cũng không biết được, đúng không ạ? Thế là hỏi nhưng mà xe thì lại đi không còn. Bạn Linh Nguyễn đang hỏi Exciter 150 2019 bao nhiêu tiền vậy shop? Khoảng lanh quanh 20 nhô tí thôi. Giá rất hợp lý. Riêng Exciter 19 với cái form cũ, ở cái form mới cũng thế, chỉ hơn 20 một chút thôi, cái form đèn led nhé. Còn 2018 đổ lại còn dưới 20. Vâng. Đây là một chiếc Exciter 135. Ngoài giá này toàn những sản phẩm mà câu chuyện là vừa mới về đây các anh em này. Đấy, nãy có bạn trong phòng bạn bảo là hôm nay là được ngày anh em bán lại rất nhiều các sản phẩm, bán rất nhiều. Toàn SH cũng bán mà Exciter cũng bán. Không giấu là hôm nay lúc đầu là ý định là
mai mới lên sản phẩm cơ, nhưng mà lại nhiều Trần sản phẩm Trần Thế quá. Hải nói là giá có vẻ hơi cao, Jim Thái thì không cao đâu. Đúng rồi. Trần Thế Hải ạ. Không có nhiều anh ạ, bây giờ 230 có một chiếc ba mấy triệu đấy anh. Mình cũng có like đấy. Cũng vẫn là được nhiều khách hàng. Giá đấy là giá lắm. Hợp lý luôn đấy. Bán ra là 14 triệu cho một chiếc Exciter. Ở những cái form dáng 135 xanh trắng GP, chiếc này là 214, những cái form xanh trắng này ở 2014 đúng rồi. Đấy, anh em nào EI chuẩn 14 nhá. Hàng Exciter côn tay. Xe chưa rửa dọn đấy nhá, chưa lên mâm nhá. Nhìn thì các bác ạ, không có xước gì đâu. Tem này là tem của xe này. Đấy đúng không? Em nhìn này, cái góc này nó không có vẹt. Đúng không ạ? Góc này nó không bị tà vẹt thì cả hai bên. Nên là các bác đây, phần này nó cũng không có bị quẹt đường quẹt nghiếc gì cả. Nên là cái quá trình những chiếc như thế này thì theo em các bác lấy về chỉ cần bỏ ra một chút, ví dụ như bên em thì gọi là 300.000 dọn, rửa, đánh bóng, kiểm tra dầu máy, còi đèn xi nhan đầy đủ là các bác có thể lăn bánh ngon lành, đúng không ạ? Không cần phải đầu tư thêm cái gì như là sơn si hay là làm gì phức tạp, cứ thế là xong. Quên phải dẫn thử thôi chứ đề ngon. Rồi 14 triệu cho một chiếc Exciter 2014 đời cuối cùng của bạn Exciter 135 xanh trắng, máy zin, sơn hiện tại. Anh em nào zin có đặt cọc thì bên em lại hỗ trợ spa qua một chút nhá, chút xíu nhá. Xe mới về nên là chưa có bẩn thỉu, đất còn bám đầy đây. Đúng rồi. Đấy. Anh em chưa thì được nhìn rõ, nhưng mà nếu mà anh em nào quan tâm em sẽ rửa dọn qua một xíu rồi chụp ảnh lại kỹ càng cho anh em nắm lại. Anh Nguyễn Văn Điều, vâng chút em lên nhá SH. Anh em nào thích Exciter thì hãy chốt nhanh tay giúp em nhá. Sản phẩm có một vừa mới mua về. 14 triệu cho một chiếc Exciter côn tay 2014 đấy ạ. Hàng máy zin, sơn hiện tại zin. Giá này là cạnh tranh với Quay thoải mái rồi. Em lên nốt chiếc cúp thì em sẽ lên Classico nhá. Bác nào hỏi, đấy tôi lên hôm nọ có chiếc Hải Quan màu đỏ thì đã có anh em cọc rồi. Cúp 82cc dành cho 81. Sinh viên nhá. Thì hôm nay ra một chiếc 82. Toàn những chiếc thật sự với các bác là giá yêu thương, động cơ phát ra tiếng nổ mà cạnh tranh như xe đạp điện luôn. Đấy, bác nào mua cho con em nhà mình những chiếc này thì quá lợi rồi. Học sinh sinh viên không cần bằng lái nhá. Đúng rồi, hoặc các cô chạy đi lại chợ gần các cô, đi các chị các bà. Đúng rồi. Đi đơn giản thì thay chiếc xe đạp, thay chiếc xe đạp điện đúng không ạ? Giá thành thì khẳng định là em sẽ bán cực kỳ hợp lý rồi. Câu chuyện của những chiếc xe động cơ xăng có đăng ký đầy đủ có 7.500.000 thôi ạ. 7.500.000 nhá. Vẫn khi là đề nổ. Cầu để đồ đi lắp thêm cái giỏ đằng trước này nhá. Lắp thêm giỏ đựng đồ nhá. Mà nhìn nó ngồi nó này vẫn sang đúng không ạ? Nhìn nó trông nó vẫn có những cái gì đấy hơn hẳn chiếc đạp điện. Bác nào mà đang có nhu cầu thì cứ cân đối cho em. Giá có 7.500.000 thôi. Mua xe đạp điện đăng ký, có đăng ký cũng phải giá này. Chạy hẳn đằng xăng cho em. Nó lành, nó an toàn, đồ thay nó dễ, điện nó cũng dễ hỏng hóc. Đấy. Văn Quyết Hoàng Kiên thu xếp live stream đi cho rực rỡ. Sếp live buổi sáng rồi nhá, buổi chiều để cho sếp nghỉ. Đúng rồi. Sẽ thi thoảng vẫn là ở gần đây, thi thoảng lên có những sản phẩm sẽ lên cùng giao lưu với các anh em, nhưng mà sẽ là giao lưu những sản phẩm trực tiếp thôi, còn những xe mà bên em giới thiệu thì em và Na sẽ thay sếp một chút các anh em nhé. 7.500.000 đến từ 20 Thái Nguyên. Đây Honda Yamaha Thạch Giang 20AB00411. Anh em nào chốt cọc thì lưu ý trên cái biển này nhá. 7.500.000 nhá. Vâng, giá 20AB00411. Classico đây, xe nhỏ, động cơ dáng vẫn khỏe của hàng Yamaha. Đấy. Được đôi gương zin này. Đấy, hàng gương zin các bác nhìn trong nắp đây nó sang không? Nhìn nó. Đấy. Bản chrome, nó có bản nẹp mạ nữa, nhưng bản chrome thực ra tầm này thì nó cũng không khác nhau nhiều đâu. Được cái dành chung cho chị em rồi là sinh viên nhá. Đấy. Nhỏ nhắn đi lại phố nhỏ, ngõ nhỏ. Con em ý tên là anh Mio Classico 29X67457 nhá. Classico 2 đời 2007. Đây. Đang cập nhật giá, anh em đợi chút. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Spa chút tay sách, coi như là bọc lại vỏ yên. Nhìn trông vuông thành sắc cạnh. Bác nào cô nào mà lấy là đi luôn là quá hợp lý, nhỏ gọn. Đức Kiều ơi, SH trắng chờ mình một chút bán nhé. Bán ra là 7.800.000 được biển Hà Nội.
Đấy, được cái là xe cũng gọi là sẵn rồi. Các bác này chỉ việc đổ xăng và lăn bánh thôi, đúng không ạ? Đấy, toàn những cái giá mà em nói thật sự đúng là câu chuyện của tháng 3 ngày 8. Em vẫn nhớ những cái lúc mà bác Hiếu móm mà cái đến bán Classico 8 triệu mấy, vẫn nhiều anh em hỏi mà không đấy, mà không bán, trả 8 triệu rưỡi không bán. Đòi đúng 8 triệu 8 thì sao phải mua 8 triệu 8 đấy bác ấy. Thế bây giờ cũng 7 triệu 8 thôi. Bán ra, máy ngon, đề ngon, chắc chắn. Đấy, cô nào hoặc chị nào cần nhu cầu những cái dòng xe rẻ mà kinh tế hợp lý, hãy đến 7 triệu 8 với Classico giúp em. Đi lại rất là lành lặn luôn. Quan trọng là dọn dẹp hết lên rồi, ngon lành hết lên rồi, đúng không ạ? Thì mình cứ thế mình đi thôi, có phải đầu tư gì nữa đâu. Đến cái lốp về cũng chưa phải thay. Đấy, nhìn nó dày dặn. Tương đối đúng không ạ? Lốp từ năm 2011 đến giờ lốp thì quá lâu rồi. Xe thì dòng 2007 hay 6 thôi, nhưng mà ý em là mười mấy năm chưa thay lốp là chủ đi rất ít bạn luôn. Bạn duy nhất có hỏi là còn con ớt đời 2016 nào không? Sierra 2016. Đúng rồi. À, hiện tại thì không còn. Đây để em check ra một vài chiếc Sierra trong nhà thôi. Cũng không nhiều, có một chiếc đời 2017 anh nhá, màu đen. Một chiếc 2016 thì đúng rồi, còn một chiếc 2016 nữa, màu trắng. Anh có thể báo các bạn online gửi ảnh. Sierra 16 17, còn hai chiếc biển Hà Nội, một chiếc biển tỉnh. Có bạn Xuân Trâm hỏi nhà mình có Super Dream đời 99 đến 2003 mộc tầm tiền 15 quay đầu không? Thực ra là cái đời đấy nếu mà anh lấy giá vậy thì khả năng anh sẽ chọn những cái chiếc nó cũng gọi là máy chạm, sơn si hoặc là có sự mọt rũa của khung sườn lườn lóc rồi. Thì hơn 10 triệu zin thái, đồ máy cao mà, đúng không ạ? Có nghĩa là nó không được chất, không được căng. Thì em cũng khuyến khích các bác là chọn về những cái đời 3 số thôi, đời 93, 92, 94 ấy, thì nó được những chiếc nó cứng hơn một chút. Nhưng mình lên đầu máy cao vậy mà lấy zin thái ở giá tiền đấy thì hơi khó anh nhé, anh cố gắng. Nguyễn Văn ơi, cúp đấy là cúp liên doanh nhá. Đúng rồi. Cúp Nhật. Ui, nhá. Không báo. Cúp liên hàng, doanh ạ, 7 triệu 500 nghìn ạ. Hàng 50cc liên doanh. Dành cho học sinh, sinh viên, mọi người không cần bằng lái nhá. Chốt anh Nam Nguyễn Xuân Nam. Vâng, anh chốt thì anh liên hệ với số hotline giúp em nhá. Sản phẩm cũng có một, lên Way 2017-18, anh chào mạo 7 đấu. Quay 26 em không còn nhiều, 27, 28, 19 thì form mới em còn rất nhiều. Anh có thể cần thì bảo các bạn online gửi giúp em. Chào Hải Nguyễn nhá. Rồi. Đây, tiếp theo đến với anh em một chiếc SH. Chiếc này là SH 160-2023 nhá. Đúng cái form dáng mới nhất hiện nay ngoài thị trường. Đăng ký xong sấp xỉ 120 cơ. Bây giờ bán ra cho các bác toàn có 9 mấy triệu thôi. Và xe chạy biển của số 29E301154 chạy được con 5 anh em ạ. Xe gáy 2023 luôn, đúng không ạ? Gáy 2023 luôn thì mình có gì phải lo nữa. Đây động cơ đây, hai khóa đầy đủ, tất cả cùi này, cùi này anh em nhìn, cùi tay nắm này, còn zin này, tay nắm zin này, phím bấm này, ABS này, hơn 4.000 cây này, cũng là những cái câu chuyện chưa rửa nhé, câu chuyện chưa rửa. Đây anh em nhìn này, yên áo này, tem đều là tem zin hết này các bạn, để chân này chưa xước luôn, đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Cái cá nãy khít hoặc là cây các bác nhìn này. Ra máy này. Ốc trục. Chiếc này vừa đỗ bến tại Hoàng Kiên chưa đúng đầy rồi. 30 phút nhá. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Hàng các cái ký hiệu logo từ nhà máy Honda vẫn còn, tay xách zin luôn cho các anh em mình. 29E301154. Vừa cập bến xong nha anh em nhá. Hàng rất mới, hơn 5.000 cây, hai khóa đầy đủ. Nhớ cho em là 160 nhá. Bản mới bây giờ câu chuyện xe mới nó đều là 120 cả đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì giá cho chiếc bản ABS này bên em đang chào bán ra cho anh em mình là 95 triệu 500. 95 triệu 500 cho một chiếc SH 160-2023 ABS màu đỏ đen nha anh em rồi. Nhé. Là cái bản đắt nhất anh em nhé, 160 ABS. Đấy, vừa được phanh chống bo cứng. SH nó chống bo cứng cả hai phanh, phanh trái phanh phải đều đầy đủ hết. Đấy. Chìa khóa hai bộ đầy đủ đấy ạ. Và màu đỏ đúng không? Giữ đến thời điểm hiện tại tất cả các cái viền mép này, ốc trục chưa tháo, càng chưa xước, quá lý tưởng, coi như là đỡ phải mua xe mới. Nhất là bác nào ở tỉnh xa đang cần một chiếc biển Hà Nội sẵn rồi thì chần chừ gì nữa, đúng không ạ? Thùng cốp đây anh em này. Đấy, anh em kiểm tra như mới luôn. 95 triệu 500, hàng 2023, 160 ABS. Xe này mua về đăng ký xong rồi để phục vụ anh em bây giờ sử dụng là chính nhá. Còn bác thì bác cứ đúng nhà rồi. Có điều kiện bác đi bác quay về bác luôn. Mang ra đây để phục vụ anh em thôi. Anh em làm quả lại mấy chục rồi, quá ngon rồi, cứ để sẵn đi như thế. Có những anh hỏi anh chào bao mão bẫy đấu cho hỏi biển số xe đi theo chủ. Thực ra là không bắt buộc anh nhá, tất cả những trường hợp xe sang tên hay đổi chủ khẳng định là không bắt buộc,
Các anh có cần thì các anh làm sang tên đổi chủ thay biển tùy ý thôi. Như chiếc vừa rồi cũng vậy, nếu các anh có nhu cầu em vẫn hỗ trợ về mặt pháp lý, chi phí là các anh phải thanh toán. Còn bắt buộc thì em khẳng định là không bắt buộc về cuốn gì. Về thủ tục pháp lý bên em vẫn hỗ trợ nhiệt tình nhỉ. Bạn Xuân Trâm hỏi là con đợt em Việt để lôi cầu thang nhé xốp, chắc là cái con đợt em Việt tầm 15 triệu trở về. Hiện tại thì bên em đang không còn chiếc nào tầm 15 triệu trở về. Đợt em Việt. Có gì anh cứ theo dõi nhá. Tiếp theo là một chiếc mẫu Future 100. Trần Tú lại mất tiếng rồi. Mất tiếng ở mic nào? Anh Tú ơi. Ở bếp đỏ. Mất tiếng rồi. Đấy, anh nghe này. Bếp xanh này em đang nghe rõ đây. Anh kiểm tra giúp em nhá. Anh em nghe được không ạ? Để thoát ra vào lại nhé, em thấy cả hai bếp đều nghe bình em thường. Em kiểm tra đây là tiếng bình thường đấy ạ. Đúng rồi. Hà Nguyễn Đức là một mẫu Future béo. Em hay dùng chung mẫu này gọi là Future béo, mẫu Future 125. Được dáng rất là cao to, đậm đà chắc. Nó là một trong nhiều xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn anh nhé. Nó là một trong những cái mẫu Future mà em đánh giá là xe hạng phổ thông đứng đầu luôn. Mà lúc mua mới nó cũng đắt nhất. Nhưng mà anh em ạ, cái dòng động cơ 125 bít tông nó sẽ kêu to nên là giá thành trôi xuống cao. Bác nào mua lại cực kỳ giá mới ba mấy, bây giờ mua toàn câu chuyện có mười mấy, thậm chí là mười. Ok rồi mà âm thanh ok rồi. Đây anh đi một vòng quanh xe cho các anh em có thể quan sát cái mẫu Future ở đời form 125 béo nhá. Vâng, đời 2011 động cơ 125, giá trên này em để ra là 12 kiểm tra cái rác cắm hay là 12 triệu các anh em nhá, cho một mẫu Future 125 vẫn chưa được á. Mic xanh. Phải đứng xa xa ra để tránh trường hợp bắt hai mic vào nhau nên em sẽ đứng xa để test mic nhá. Anh em đợi một chút ạ. Một 125 giá là 12 triệu. Hơi. Đúng rồi. Nó bị chập chờn. Ở bên bếp xanh thì thế nào? Nghe được không nhở? Tiếng không được rõ ràng, chập chờn quá. Tiếng chập chờn, đúng rồi, mất tiếng rồi. Tiếng của rồi. Anh thôi, còn tiếng của Na được. Anh Đinh Công Thắng. Vâng, các anh em đợi một chút nhá, kỹ thuật sẽ kiểm tra lại. Ở bếp đỏ được, bếp xanh ấy, bếp xanh đang bị chập chờn. Anh em nghe rõ chưa ạ? Rồi. Đức ơi, vào cầm bộ mic đây, đổi mic. Đổi mic xem. Cái của Na là được, bị chập chờn rồi. Bên bếp xanh này là chập chờn. Đúng rồi. Ở bếp 11 triệu được không? Anh Phan Văn Vũ quay. Đúng rồi, đứng gần Na thì em nói anh em nghe thấy, em đứng xa là nói không nghe thấy. Cái bếp xanh thu của em bị chập chờn rồi. 12 triệu anh ạ. Anh Nhất Huynh, lúc có lúc không. Vâng, do em nói vào mic của Na thì nghe thấy, còn em đứng xa thì cái mic của em nó ok rồi. Ok là anh đứng gần thôi. Bây giờ có phân biệt được cái nào là cái xanh không? Kỹ thuật chính này đang không có sẵn ở đây, thành ra hai anh em đang hơi loạng quạng đấy. Yếu điện. Bếp xanh là cái dán băng dính này nhá. Cái dán băng dính đằng sau này ok nhá. Anh em đợi một chút nhá, kiểm tra. Đâu có đâu. Cầm đấy. Anh em chịu khó nhá. Anh em chờ em tí nhá. Vâng, cái của anh Phú Văn Lê, cái của Na thì dành. Na chọn cái nó tốt anh ạ. Em phải bị cái nó hơi tậm tịt. Anh em đợi một chút nhá. 11 triệu anh Nguyễn Thủy. 12 đi anh. Cái của anh được mà. Cái dán băng dính mà. Alo anh em nghe được không ạ? Ở bếp đỏ thì vẫn nghe bình thường. Mở mic lên nhá. Alo, anh em nghe rõ chưa?
Mất tiếng rồi. Vâng đúng rồi, em đang thay mic. Em vừa đổi mic xong đấy anh. Mọi người kiểm tra hộ em xem tiếng được chưa? Future giá ok đó bạn. Vâng. Giá hợp lý anh nhỉ? 12 triệu. Ok chưa? Ở mic em không nghe thấy. Anh em nghe được không ạ? Ok rồi anh. Anh em nghe rõ chưa? Comment giúp em đi ạ. Future giá 12 triệu nhá. Rồi, còn rất nhiều sản phẩm nữa, chủ yếu là cái âm thanh nó phải chuẩn. Na kiểm tra tiếng anh có ở trong bếp mic chưa? Anh nói lại đi xem nào. Vẫn bị dè, không nói, không có. Chưa thấy tiếng anh Thiệp. Anh nói lại đi xem nào. Vẫn chỉ nghe được một tiếng mic em. Hình như em phải đổi cho anh cái có băng dính chứ. Cái có băng dính chứ. Băng dính đây mà. Gì đây? Băng dính lên đây này. Không, cái bộ đấy là bộ khác. Bộ đấy là bộ bỏ ra rồi. Đức ơi, gọi anh Kiên về xem nào. Không có nhà. Anh em chịu khó đợi một chút nhá, em sẽ đứng gần Na nói bay vào Minh Na cũng được. Cứ chờ chốt là 12 triệu. Đời 2011, màu đỏ đen. Xe biển dọn số đẹp. 18 Nam Định nhá. 18L104640. 12 triệu cho một chiếc Future này dành cho anh em nào đi làm đi ăn nhá. Anh Hương Tâm Mi à, chị Hương Tâm Mio màu xanh. Giá là 7 triệu 8 chị ạ. Vâng, hợp lý chị ơi, giá đấy là gần như giá rất hợp lý rồi. Rồi tiếp theo nhá, em sẽ lên một vài sản phẩm nữa để anh em mình có thời gian trong lúc đợi kỹ thuật trưởng về xử lý âm thanh ánh sáng. Đúng không? SH, còn rất nhiều sản phẩm. Anh em ở mic của tiếng. Anh thôi. Ở mất bên tiếng. Anh nó không nói vào mic bên xanh. Mất tiếng ở bếp xanh. Đúng rồi. Có làm sao đâu. Không, vừa rồi là em đứng gần Na thì em nói được thôi. Khi em đứng xa Na thì nó không bắt vào. Đỏ. Bếp xanh. À, xanh. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, biết đỏ thì vẫn bình thường. Anh em đợi một chút nhá. Sắp hoàn thiện rồi. Em thay đổi dây ở bên bếp xanh là xong. Cái của Na ok nhá. Cái của anh thôi, bếp xanh. Ờ, của anh phải giữ, đã giữ. Đổi nó theo cả một bộ. Ừ, theo cả một bộ. Rồi các anh em nghe được không ạ? Đấy phải chỉ phải đúng kỹ thuật trưởng về mới xử lý. Phạm ra một chút nhá để bắt vào mic. Cảm ơn Phạm Ngọc Định nhá. Rồi, bếp xanh thì đã ok. Bếp đỏ cũng ok, vâng. Tiếng ở bếp của em là tiếng của em ok rồi đúng không ạ? Đúng rồi, chiếc Future đã báo giá xong. SH này là SH160 nhá. Giờ em giới thiệu nhá anh. Được rồi, được rồi, nghe rõ rồi. Mình cũng là người trực tiếp test xe đẹp uy tín. Vâng, anh Phạm Đình Ngọc. Đẹp anh ạ. Anh Hồng Duy Nana. Anh em soi kỹ thế. Hôm nay nghỉ ở nhà hơi lâu. Được rồi, tiếng OT ngon lành rồi. Thế phải thế thì mới like nó mới rực rỡ được. Mất bao nhiêu anh em phải lại phải ra vào lại đúng không ạ? Anh em lại chia sẻ lại giúp em để mời các anh em quay lại tiếp tục. Còn rất nhiều sản phẩm mà Đức đang dắt dần ra, có cả những chiếc xe cổ anh em có nhu cầu, còn cả gym anh ơi. Còn cả gym kìa, tí nữa đưa gym ra luôn. Đấy, anh em nhớ là còn rất nhiều xe cổ và đẹp. Màu đỏ nãy anh nào không ưng, không hợp thì anh em đến với một chiếc màu trắng đi ạ. Đều là bản 160 mà đều là phanh ABS chống bó cứng. Đẹp trắng chưa? Trắng công tử nhá. Anh em thấy này, zin này, 160 này. Từ cái yên này, với cái đồ sần nó phải cùng màu mới thấy nó đẹp, đúng không ạ? Toàn những xe này. Ôi 160 đồ. Nhìn màu ở đâu trắng, cũng muốn giới thiệu ABS. Nhìn ở đâu cũng muốn giới thiệu. Đẹp. Đi một vòng quanh. Ôi đẹp quá đi. Ôi cái chiếc này có 2.000 cây. Bảo sao chiếc vừa rồi 5.000 nhưng chiếc này nó có 2.000 thôi. Biển mới số 89 Hương Yên nhá. À 89E188487. Thế thì chiếc này vẫn nhớ rất rõ câu chuyện mua trực tiếp của thanh niên đến từ Hương Yên. Vẫn nhớ vào một buổi chiều hôm đấy.
khách đến bán, câu chuyện giữa 91 và 92 các anh em ạ, thì nhà em mất thêm một cái mũ nữa. Nhưng mà thôi bây giờ nó lại là cái câu chuyện của chiều hôm nay thôi. Thì lại là chuyện giá khác, anh đi một vòng 2.000 cây mà không có gì để chê cả. Có chăng thì chỉ là biển, nhưng mà anh em yên tâm, tầm này thì cũng phổ thông rồi, rút hồ sơ đăng ký lại thoải mái, mua chính chủ. Bạn ấy đến bán đúng like ở đây, em vẫn nhớ chi tiết. Vẫn còn like của cái bạn đến bán đúng rồi này đấy ạ. Thôi nhưng ngày đấy mua thế thì bây giờ lại không vậy nữa, bán ra cho anh em mình trong giấc này thì 90 triệu thôi. Tháng 3 của 2023 bán ra 90 triệu, 2.000 cây, anh em thấy có được không ạ? Mua là vậy nhưng thôi, cứ gọi là thị trường nó đi về đâu thì mình lại đi theo về đấy. 90 triệu. Đây anh quay lại. Nước lên thì bèo lên mà đúng. Nước nổi thì bèo lại nổi nhá. Mà mua thì em nhớ rất rõ, 91 triệu cộng với 1 triệu tiền mũ của cái chị ở dưới 42 chùa Hà lên. Thế mà bây giờ thì bán ra lại còn có 90 thôi. Còn mới hơi là mới, không thể mới hơn được nữa rồi. 2.000 cây, đây mới là chính thức, vừa mới hết lốt đa xong, 2.000 cây của lốt đa. Màu đẹp, xe đẹp. Anh chị em yên tâm, những tài sản lớn thế này muốn nhu cầu sang tên đổi hồ sơ bọn em hoàn toàn ủng hộ. Chi phí nó dao động tầm khoảng lanh quanh 3 triệu tiền rút hồ sơ. Còn việc đăng ký ở đâu phụ thuộc vào các bác ở tỉnh đó. Rút, các bác mất phí, bọn em rút chọn gói cho các bác yên tâm. Vì mua chính chủ rồi nên hoàn toàn yên tâm về vấn đề pháp lý, em bảo hành luôn. Mà kể cả là mình không sang tên đi chăng nữa thì để biển này đi vẫn là ô văn kê nhá. Đỡ tiền hơn, đây thì không đỡ phải tiền hơn. Còn 2.000 cây, chả có gì để chê cả. Tầm này nó bắt đầu là ngon, rẻ hơn mới là lại còn câu chuyện của 30 chứ không phải là 20 mấy nữa. Giá bán ra có 90 triệu luôn. Vâng. Anh em nào có nhu cầu sang tên làm thủ tục giấy tờ thì bên em hỗ trợ hết sức mình nhé. Chống bo cứng. Đây, đến với những chiếc xe thời trang, form dáng của Piaggio. Liberty 125 bản IE được trang bị phun xăng điện tử. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm không phải lo. Đẹp chưa? Em đẹp nó chưa? Đến từ Thanh Xuân nhá, biển số 29G108616. Vâng, không phải lo. IE. Không phải lo về tốn xăng. Màu xanh tím than, chế tiết kiệm điện, tiết điện. Kiệm xăng rồi. Đúng rồi, ngày chế xưa thì nhá. Cứ bảo là Liberty Piaggio tốn xăng nhưng họ chế tiết kiệm xăng. Thì các bác yên tâm, ôi đồ sần này, còn luôn này, cái đồ sần này là còn có tay nắm này em thay thôi nhá. Phím bấm vẫn còn zin này. Hai khóa đầy đủ này. Khóa hai chìa đây nhá. Đẹp. Yên này vẫn theo xe này, các bác thấy không? Tay sách này thì sơn nhưng mà đây cái pha này để trong. Đẹp đấy chứ, chiếc này là chiếc đẹp của em đấy các bác này. À, hàng này là tìm được những chiếc mà nó còn độ sần hay còn độ trong của pha, bình thường nó sẽ đục hoặc nó rạn. Đây các bác nhìn này, thấy nó trong chưa? Đấy, trong đẹp thế này thì biển thì cũng tươi đúng không ạ? 08616, còn thấy 68 thôi. Bác nào thích xe đẹp, các chị em nào mà Đích muốn một chiếc xe thời trang. Đích anh Kiệp chập chờn, anh cài lại mic đi xem là cái trên cái dưới đi xem. Chập chờn nhỉ. Hai cái nó xung nhau. Cứ được một lúc thì lại bị chập chờn nhỉ. Xa xa rồi mà. Rồi các anh em nghe lại được không ạ? Chập chờn thì hơi tiếc đúng không? Em nói cũng rất là to rồi. Rồi chiếc này để cho anh em mình ở trên line này là có 10 triệu 500 thôi. Đời 2011. Lại còn dọn dẹp xong xuôi nhá. Các anh em lưu ý một chi tiết rất kỹ. Qua dòng spa rồi nhá, kiểm tra, kiểm định chính xác. Ngon lành rồi nhá. Những xe các bác chọn dòng Piaggio hãy chọn những chiếc dọn dẹp rồi. Vì cái chi phí dọn dẹp của những chiếc Piaggio bao giờ cũng thế, rất là cao, rất là tốn, từ công cho đến đồ. Nên những chiếc này đã dọn dẹp xong thì các bác cứ tự tin 10 triệu 500 thôi, đã là bao cả dọn, đã là ngon lành, hai khóa đầy đủ. Một khóa của dòng này khóa từ mà 230 đến 250 một cái khóa. Thì các bác ơi, đấy đơn giản thế thôi. Nhưng mà đủ hết rồi là mình cứ thế mình đi. Bác nào thích xe đẹp, thích cái đẹp thì bác hãy đến với chiếc Liberty. Biển còn đẹp nữa, đúng không ạ? 08616, biển 616. Chỉ có 10 triệu 500 nghìn đồng rồi. Thôi nhá. Yên còn theo xe, rất toàn diện và đẹp đều. Rất hợp lý đúng không ạ? Chị em, anh em thích xe đẹp, em nhớ những giai đoạn cao trào dòng Piaggio không rẻ đâu. Toàn những cái giá toàn, em khẳng định toàn 13 đến 15. Là cũng là những cái tháng năm Tết vừa rồi thôi chứ cũng không phải là xa gì đâu. Tầm bây này giờ, là giá hợp lý mà xe quá này hợp lý. Là xe chất lượng. Vâng. Xe cháy chất lượng mà máy móc ngon lành luôn rồi đấy. 10 triệu 500, một chiếc duy nhất. Anh Hai Nguyễn chào em Thiệp đẹp trai. Vâng, em chào anh. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Mic Thiệp lại tịt rồi. Lại câu trước thì lại có anh cu pin thì mic Thiệp tịt. Xong ở trước thì anh Kim Dao lại nghe rất tốt. 160 trắng à, anh đúng rồi, 160 bạn ạ. 160 ABS 2023 nhá. Đúng rồi, hai chiếc đều 160 hết. Đấy. Một chiếc đỏ Hà Nội hơn 5.000 thì bán ra là 95.500, một chiếc màu trắng là 90 triệu. Vâng. Lại cũng là đều chạy qua 2.000 cây, toàn những xe lướt anh em tha hồ chọn màu.
Những sản phẩm này em khẳng định là cũng đều là sản phẩm vừa mới về hết nhá. Bác nào mà đúng tầm, đúng nhu cầu hay chốt sớm nhất. Đấy. Còn vấn đề giấy tờ, yên tâm. Hàng đấy bọn em cam kết được. Còn Hoàng Hải đang ơi, dòng đấy là Liberty IE chế điện tử rồi nhá. Đúng rồi. Không uống xăng nhá, không tốn xăng nhiều đâu ạ. Tiếp theo đây một chiếc Dram Việt Nam. Anh em nào có quan tâm thì xem cho em đi ạ. Hàng nó sẽ phù hợp tiền đời 2006 thôi. Những cái mẫu Dream Việt Nam gọi là em hay gọi là tem kẻ ca rô đấy, nếu bác nào có nhu cầu thích cái tem zin này, các bác nhìn này nó rất là đẹp. Đây luôn. Gọi là đời tem mưa rồi, tem mưa đấy, có ô này đấy, hàng nó là tem zin nhá, tem zin thì nó mới đẹp thế này, da máy nó cũng còn zin nhưng mà thôi nó cũng gọi là có đuối đuối. Văn Thắng Nguyễn ơi, 90 triệu nhá, 80 triệu thì em đi không mua được đâu, mua là bản thân xe đấy đã vào 92 triệu rồi đấy. Rồi. Giờ bán ra còn có 90 triệu thôi. Đúng rồi anh ạ, có 2.000 cây. Trước đấy đó em là rất 160-2023 ABS nhé. Cũng đều, chiếc này trông bình thường. Nhưng mà anh em ạ, nhìn này có võ đấy chứ. Nắp bình xăng là zin rồi. Luôn. Biển gì? Con này là biển 38 bao rút hồ sơ. À rồi. Biển 38 bao rút hồ sơ. Đúng rồi. Bán ra 40 triệu đấy, bảo sao đẹp thế, em thấy là nhìn bình thường chưa có biển chưa lên được, nhưng mà nó là đã bao hồ sơ rồi nhá anh em, chỉ về chỉ đẹp. Đăng ký lại thôi nhá, nắp đăng bình xăng này thì không hết. Đúng nhiều rồi đâu. Lườn đẹp thế này, tai này zin hết thế này, 40 triệu bao rút hồ sơ, hàng là máy zin sơn zin, nhược điểm chút ra máy thôi, nhưng mà nó là nguyên bản từ những năm 2006 thì nó là chuyện ôi cái đầu bò thế này thì ôi đầu bò. Anh em ơi, mốc rồi, gioăng xanh chuẩn, những cái gioăng các bác thích chưa? Em vẫn là người buôn gym thật nhưng em cũng vẫn rất thích gioăng xanh hơn hẳn những các cái gioăng vàng hay là gioăng sắt. Bác nào có chung quan điểm nhá, hoặc là cái nan hoa. Đây, nó phải vàng. Vàng chân nan, gọi là vàng chân nan. Các bác thấy cái đẹp nó mới lên được đúng không? Nước sơn này, zin này. Nhìn qua thì trông bình thường nhưng ngắm lâu những cái chiếc zin Việt zin mà mộc thì nó đẹp. Đây cũng là cái điều đặc trưng của những chiếc zin mộc mà các bác hay chơi. Tức là nhìn càng lâu càng thích. Còn zin giật thì nhìn lướt qua thấy đẹp nhưng ngồi nhìn lúc nhìn lại thấy chán mắt đúng không ạ? Đấy, chơi zin nó thế. Em thấy nhìn chung là thế. Rồi, 38H44561 nhưng nó là biển cũ thôi. Còn em đang giao hồ sơ rồi. Bác nào có nhu cầu vào tên các bác hồ sơ luôn. Và em nó về theo địa chỉ nhà các bác luôn đúng nhá. Đúng rồi. Và đóng thuế đóng bấm biển. Đâu lại vô tình để ra con tứ quý ngũ quý thì kéo lại ối thôi. Rồi 40 triệu bao hồ sơ, hàng máy zin sơn zin nhá, một chiếc zin Thái zin Việt 206 trần nan sau này. Ôi đấy, nó phải những cái, nó tại sao nó được đánh giá cao đến thế, vì giá tiền này cũng là xứng đáng cho những cái chiếc nó trần nan nó xanh nó vàng như này đúng không ạ? Đẹp thế, đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Rồi, bác nào vừa hỏi Silus thì em ra Silus để phục vụ các bác đây. Một trong những cái mẫu FI nhá, biển này biển Long Biên 2016 đúng rồi, 2016 29K155955 biển đẹp luôn, 4 con 5 một hàng luôn. Tứ quý, tứ quý năm không đúng chỗ tí thôi, 4 số 5 một hàng nhé. Em này em chen vào đây nó hơi vô duyên tí. Nhưng mà chen số 9 thì chả chê, ví dụ như số 4, số 7 chen ở giữa thì xấu, chứ riêng chen số 9 em này đánh giá là gánh cân đấy đúng không ạ? Chín gánh quả quá đẹp luôn. Ưu điểm là được trang bị vành đúc phun xăng điện tử, hàng FI đấy ạ, chế FI, mua mới đắt hơn bản chế thường, chế cơ các bác nhá. Nhưng mà câu chuyện của các anh em thanh niên thì lại thích chế cơ hơn nên là giá bán lại thì nó sẽ hợp lý, phù hợp. Bác nào mà đang cần một chiếc đăng ký tháng 6 2016 biển Hà Nội, bên em bán ra là 12.300.000. Đây cái cổ bô này là chưa có dọn này. Ý Nguyên Văn, Dram vừa like bao nhiêu tiền? Dram vừa like là 40 triệu bao hồ sơ nhá. Đúng rồi, 40 triệu, máy zin sơn zin nhá. Thế là các anh em có bay vào không? 12.300.000 thôi. Hàng đây cũng là câu chuyện đã dọn dẹp xong xuôi. Đây là Silus FI. Nguyễn Hường ơi, bạn cần trả góp thì inbox giúp mình nhá. Các bạn nhân viên online sẽ chăm sóc bạn nhá. Quá cứng gọn. Cái dòng Silus FI này. Số gánh đấy, đúng rồi, đúng số rồi. Gánh. Số đẹp luôn đúng không anh? Biển đẹp. Con này là máy zin rồi nhá, hàng máy zin ra máy còn. Hình thức thì tem này vẫn zin, có đôi chút phần trước em có sờ ba lại một chút thôi, không tránh được màu trắng sau lâu năm. Nhưng mà cái giá 12.3 các bác ạ, lại được biển Hà Nội, biển cũng tươi, gọi là tươi, được phun xăng điện tử FI, được vành đúc. Bác nào vừa mới hỏi lúc đấy về Silus 2016 thì em ra luôn ngay.
Đấy, bác nào quan tâm đến Sirius thì lưu tâm cho em xe này nhá, 12.300.000 biển Hà Nội này, Sirius FI vành đúc màu trắng. Tiếp theo một chiếc SH 150. Lại là SH nữa. 2014 nhá. 150 2014 này anh em này. Màu đỏ đen. Đúng rồi. Biển số 29B129365. Form dáng SH Việt Nam, những cái form dáng đời đầu. Chiếc này thì được ưu điểm là chủ đã đầu tư quả khóa Smart Key. Đấy các bác nhìn này. Khóa này là khóa Smart Key của chính hãng Honda cấp, tức là lên đấy, tức là lắp thêm 3.200.000 một bộ chưa tính công lắp. Đấy, bác nào mà lấy thì gần như bây giờ được hưởng luôn. Đấy, khóa là để trong cốp. Yeah. Khóa của đời mới luôn này các bác nhìn này, hàng Honda này, logo Honda khóa đời mới. Yeah. Đấy là chủ đầu tư lên thôi, còn tiếp theo là đầu tư quả Sport là cái vành đen càng đen, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Giá tiền thì vẫn thế các bác ạ, chủ lên được bao nhiêu thì chỉ hưởng lợi cho anh em sau thôi. Chứ anh khi em mua sau được hưởng lợi nhé. Rồi, chứ khi mua là bọn em không có cộng giá các bác lên đồ khi các bác lắp thêm đâu. 29B chính chủ rồi, máy 150, giá để ra cho anh em mình là 45 triệu. 150 có 45 triệu, quá đúng hợp rồi. Lý anh em ạ. Toàn những cái giá mà khẳng định là các bác chuyển một phát từ Ablet, chuyển một phát từ Lead mới sang SH là chỉ trong một nốt nhạc thôi. Trên đường đi mua là rẽ quay ngoắt xe là vào em làm con SH đi, hoàn toàn được, mà lại được động cơ 150. Các bác mua AB mới 125 bây giờ đăng ký xong em cũng nghĩ là phải tầm 45, 46, thậm chí 48 cơ nếu màu đen hoặc màu xi măng. Còn Lead thì cũng phải tầm đấy. Nhưng mà SH 45 triệu, máy 150, máy gì? Mà lại còn được 150, được okay. Độ khóa Smart Key, độ được. Tay sách, đấy. Bản Sport. Toàn diện hết, đúng không? Độ lên bản Sport nhé. Vẫn bảo hành máy 1 năm cho các bác chơi. Quá yên tâm rồi. Đấy. Này không mua thì các bác cứ mua xe bình thường, Lead Vision là Lead AB làm gì? Mua cho em con SH này đi. Chán lại bán đúng không ạ? Lại được chơi SH, mà quan xe trọng. Xe rất là chất nha. Là mình được sử dụng. Nhìn tay nắm này, tay nắm vẫn còn dính nhá. Tay nắm vẫn dính này, nút công tắc đây nhá, vẫn rõ nét luôn. Đồ sần vẫn đẹp này. Đó. Xe ngon lành hết rồi, về anh em chỉ việc dùng để đi thôi. Không phải sửa chữa hay động chạm gì cả. Anh Minh Nguyên, Anna nhìn đúng phong cách bà chủ. Thì đúng mà anh. Anh Cường Bùi, cái xe Liberty đấy 10 triệu bán không em? 10.500.000 em like. Hãy để bên em chủ động ra lộc cho may mắn anh nhá. Không nhiều không ít, vẫn có lộc lá cho các anh em đi may mắn. Còn bạn Phạm, thì... Phạm Hồng Sơn đang trả Sirius 12.300.000. Rồi ok, chốt cho bạn Hồng Sơn 12 triệu. Đấy là những cái giá anh em ạ, cũng là 2-300 một cái giá là giao lưu để làm sao nó mua may bán đắt. Là cái giá anh em quan tâm, nhưng anh em xem like thì hãy ủng hộ một chia sẻ để làm sao anh em mình có thể Phạm Hồng Sơn cho mình xin một nút like hơn. Chia sẻ nhá. Vâng, đấy anh có thể liên hệ Sơn liên hệ với các bạn online nhá, rồi chốt giá 12 triệu giúp mình. Anh Đặng Thuận Nguyễn Chiến ở Hải Dương hay sao? À cái này em cũng không rõ. Vâng. Rất nhiều sản phẩm vẫn còn liên tục ra, anh em cùng đón xem nhá. Đấy, từ SH hay là xuống cả Way luôn, Đức cứ trèo đèo lội suối liên tục. Biết anh em thích là có ngay mặt ra để phục vụ. Rồi tiếp theo đây một chiếc Way A100 2015. Đúng rồi, hàng đẹp dành rồi, em vẫn nhớ chiếc này. Way A100 này nhá, biển sẵn. Số là 29X532638. Xe này là xe đẹp. Tương đối đẹp đấy ạ. Đúng rồi, đây những cái vị trí này này các bác nhìn này, đây hàng zin đúng không ạ, hàng mới về luôn. Thế thành ra là tem này tem zin luôn đây, các bác nhìn vết xước này để thấy được này. Đấy, bô cũng là bô theo xe này, ốp bô chưa xước luôn được không ạ, để chân cao su vẫn còn xứng đáng ra máy này. Đấy, có một chút cái nắp khôn thôi, còn lại ra máy zin luôn. Máy thì khẳng định là nguyên zin tuyệt đối rồi, hàng chuẩn nét càng trước theo xe này, vành nan, vành goxi, chân nan này, tất cả máy ơ này, các bác thấy được không ạ, có dè hàng trước thêm một chút nữa. Đấy, những cái vị trí spa em báo rồi, còn lại là zin đây, lắp khóa càng xước một chút, xe đẹp luôn. Cái đầu bò anh nhấn đây, thêm phủ máy này, phủ máy đẹp luôn, anh em xem đi này. Đúng rồi. Tháng 12 2015 đúng rồi, đời bô vòi, đời đầu dài, đời cuối cùng rồi, tay phanh dài bô vòi, nó là đời chót của dòng Way A100 các anh em nhá. Máy zin, sơn vỏ này là zin, ra máy chỉ lắp côn thay thôi, dè trước có một chút tỉa, đấy là tổng quan em báo luôn, còn lại tổng quan là zin. Giá không rẻ, phải dành cho những anh em đam mê Way A100. Con này 10... là đời cuối cùng của Way A100 nhé. 16.800.000. Nhưng rất nhiều các bác đam mê thì nó lại là bình thường, vì cái phân khúc này nó phải dành
nó đúng dành cho những chiếc xe như thế này. Đây anh em, anh quay cả nắp bình xăng này, nó đẹp mà đúng không ạ, nó đẹp. Đây, các bác chơi là đúng rồi. Đấy, em chưa mở em cũng nhìn ra, nó zin hết đây các cái tán này. Động cơ là zin 100 đấy các bác ạ, dòng máy Way A100 đầu bò 4 ốc, nó là máy của Dream Việt 100. Đấy, nhưng nó mang hình hài của Way, không được hot bằng zin. Nhưng để nói đến thị trường Trung Quay, nó vẫn là đứng top đầu của dòng Way, Way A thông dụng. Còn Way Thái em không dám nói nha, Way Alpha, Way Thái em không nói. Way A100 nó vẫn là những dòng top đầu của Way luôn các anh ạ. Độ khan, độ đẹp, độ hiếm của nó rất cao. 16.800. 16.800 cho một chiếc Way A100 này nhá. Rồi. Biển số em đọc lại biển số đẹp luôn cho mọi người ạ. 29X532638, biển tươi nhá, biển đẹp luôn. Đúng nhá. Rồi. Toàn 32/18, mãi phát, mãi tài cả thôi. Nếu anh em nào quan tâm đến Way A100 thì lưu tâm cho em xe này. Nếu mà cần ảnh chi tiết thì bên em sẽ gửi ảnh chi tiết luôn cho anh em nhá. Bô zin, tem zin, để chân zin nguyên bản này các bác nhỉ. Nhìn cái nửa đằng sau gần như là mê mỹ miều luôn. Trước này nhược điểm nó hơi spa lại một chút nhựa đằng trước tí, không tránh được đâu. Đấy là những cái nó xước, xước thôi, chủ spa chứ không có vỡ. Nghiêm thân ngày nào cũng chia sẻ cho Hoàng Kiên. Vâng, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh Nghiêm thân anh rất nhiều. Anh Huy Quang SH đỏ vừa rồi giá bao nhiêu? 45.150 2014, được lên khóa Smart Key và độ sport đầy đủ. Hàng của Honda hết nên các bác yên tâm, lên độ nhưng mà độ hàng xịn Honda. Đấy. 42.000 SH không được anh Hải ạ. Vâng. 45.000 anh bớt một quả, em tưởng anh bớt 300 như anh xin lấy ớt thì anh bớt phát 3.000 thì Cảnh thì... Văn bao tiền em ơi? Bao Way, tiền là cái xe Way này là 16.800 ạ. Vâng. Hàng máy zin nhá, các anh em nhớ cho em máy zin, bô vòi, tay phanh dài, chuẩn nét luôn rồi. Chân nan đẹp. Tiếp tục đến với SH, liên tục về đúng không? Đấy. Một chiếc SH 150 2021 nhá. Màu trắng đen. Bản ABS. Nó là đời bản cao nhất của dòng SH 150 những năm trước. Bây giờ là phải nói chuyện những năm trước rồi. Vì hiện tại Honda chỉ ra 160 thôi. Thì cái giá báo cáo là với các bác là toàn xấp xỉ 120 thì các bác biết rồi. 160 ABS mà. Thì nó cao. Nên là câu chuyện bây giờ các bác chỉ bỏ ra cái số tiền hơn 7 một chút. Sorry, nếu mà là SH 150 ABS thì chỉ là hơn 8 một chút. Là các bác đã sử dụng được những chiếc 150. Đấy, cái hay của 150 hiện tại nó là như vậy. Nó hết sản xuất nên là giá thành của nó giữ giá và nó gần như nó hợp lý giá luôn để chính xác nhất. Bỏ ra là 80.000 cho chiếc SH 150 ABS này. Biển số 36B821065. 80.000. 150 ABS. 2021. Xe đây anh quay lại. Đầy đủ các phím bấm, tay bấm, cùi nắm, zin hết. Nhớ cho em. Đôi đầy đủ đấy ạ. Logo ABS. Rồi, mở cả cốp nhá. Hàng phím bấm đồ đạc đẹp 2021 màu trắng đúng không ạ? Quá đẹp. Bác nào ở xứ Thanh hay là bác nào cũng không quá tập trung về biển. Quan trọng là chất, quan trọng là rẻ thì 150 ABS có 80.000 khẳng định với các bác 2021 rẻ nhất rồi, chả thì rẻ hơn được nữa. Nó mới nó 120 bây giờ còn 80 là câu chuyện lỗ thêm 1/3 xe rồi, các bác còn lăn tăn gì nữa thì mà chạy có mấy nghìn cây lốp vẫn còn theo xe. 12 cục tiền bây giờ chỉ còn có 8 cục thôi ạ. Đúng rồi, giá để cho anh em mình là 80.000 nhá. Minh Hà Đức chào anh em đi đây. Đức chào anh em đi, Đức bê mâm chào anh em. Em nó vẫn đang mải miết bưng mâm để mời các bác chơi. Một chiếc SH nhập. Anh Nam Đại Ca con xe Way, Way là 16.8, anh Hoàng Tiến Mạnh SH trắng. SH trắng vừa rồi là 80.000 anh nhá. Rồi. Bản đấy là bản ABS rồi ạ. SH đỏ anh Huy Quang giá là 45.000 anh Huy Quang em báo rồi. Rồi. Mời anh em đến tiếp với một mẫu SH nhập 206 bản 125. Ra là chiếc này nó có một cái buổi live rất là rõ ràng với bác chủ, em vẫn nhớ đến bán bác cái giữ cái nước sơn zin. Ưu điểm thì nó là sơn zin nhưng đồng thời nó cũng sẽ bị xuống màu vì là màu trắng theo câu chuyện của mười mấy năm các bác ạ, không thể đòi trắng nó trinh ngọc trinh được nữa rồi. Bây giờ nó chỉ còn ngà ngà thôi. Đấy, gọi là ngọc ngà thôi chứ không được trắng tinh, đúng không ạ? Màu trắng theo năm tháng cả sang cái màu này gọi là gần như màu sữa rồi. Rồi. Sữa này màu sữa, ông thọ. Nó không thể ngọc trinh được nữa rồi nên là bác nào mà lấy thì cân đối. Mua là mua của chính chủ, anh em nhớ nhé, mua của chính chủ bán cũng rất là chắc tay. Rồi.
biển số 29SC205933 nhé. Đúng rồi. Biển số Hà Nội 29SC05933. Bác nào mà lấy thì giá trên like em để chiếc này chắc là phải xuống thôi, 35.500.000. Xác định xuống để các bác cân đối. Động cơ thì 125, em vẫn nhớ động cơ này, 125. Mua SH của bác nhập khẩu nhé. Đấy. Ưu điểm thì các bác biết rồi, cái lớp sơn zin mà hàng nhập khẩu thì các bác yên tâm, chạy nó cực kỳ chất và thoát. Rất nhiều các sản phẩm nhập khẩu đã được Việt Nam đón nhận rất là tốt rồi, như là SH nhập này, hay là Dream, hay là tất cả những hàng gì nhập khẩu em thấy đều là quay Thái này, zin Thái này, đúng không ạ? Nhập Thái, nhập Ý đều là những cái nhập khẩu tốt trên thị trường Việt Nam. Công nghệ họ sản xuất ở một mức độ khác nên chất lượng cũng sẽ khác. Giá thành thì nó mức này là em thấy hợp lý, còn có 35.500.000. Có bạn Tuấn Anh hỏi chuyển sang biển Hải Phòng hết bao nhiêu tiền em? Là cái chiếc SH biển 36 vừa xong ạ. Em cứ rút hồ sơ cho anh, nó dao động tầm 3 triệu em báo rồi, 2 đến 3 triệu tùy từng xe, tùy từng khu vực anh ạ. Sau đấy anh về Hải Phòng, anh đứng tại Hải Phòng anh bấm thành phố nó khác anh nhá. Đấy nó theo vùng, theo khu vực. Anh cứ báo hỏi của qua. Anh là huyện hay thành phố ạ? Nếu vào huyện thì sẽ hết ít rất tiền rẻ hơn, còn thành phố thì nó sẽ cao tiền hơn biển một chút và thuế nó cao một chút. Vâng, tiếp theo đến với chương trình thì lại là một mẫu nhập khẩu nữa. Đấy, đã là màu trắng bình thường 125 thì sang luôn 150 cà phê đi để cho các bác thấy rất nhiều nhập khẩu nhà em đủ phục vụ các bác thoải mái với các nhu cầu khác nhau. Đây các bác nhìn cái chân tân ra này. Nó chắc nó đều, không cái nào gãy, nó thọt thù ra thọt vào, hai cái độ khít này, đều ạ, khít này, nó phải khít đều như này mới là tốt. SH cà phê đình đám một thời nhá. Đúng rồi. Nổi tiếng một thời ấy, hot hit lắm ấy. Mà giá thì lại toàn những cái giá sếp em hay gọi là lợn chết, cái này thì đúng là lợn chết thật. 125 bảo sao giật mình thế. Rồi cà phê nâu 125 để cho các bác mình cũng là những cái giá phù hợp thôi. Trên line biển này là 32 triệu. P1 nhá. 08003. 32 triệu. Dọn dẹp xong xuôi, những cái đồ sần cũng đã được dọn dẹp. Đấy. Máy 125 triệu à? 32 triệu. À 32 triệu. Đúng 32 rồi. Triệu SH. Quá hợp lý nhỉ, nhập khẩu 125. Rẻ có rất nhiều sản phẩm như màu trắng vừa rồi 355 hay sang cà phê 32 triệu đều là những phân khúc giá em thấy là với SH nhập lúc này các bác vào là hợp lý nhất rồi. Cách Nhung đây vài giá xe đỏ lúc 2014-150 là 45 triệu nhé. Đúng rồi ạ. Okay. 45 triệu nhé Nhung Nguyễn ơi. Còn chiếc SH cà phê này là 32 triệu, 125, biển số Hà Nội. Anh chị em nào có nhu cầu chốt hoặc nhu cầu tìm hiểu về những sản phẩm em đang like hoặc những sản phẩm em chưa kịp lên like, thì anh em có thể vào bếp đưa ra những cái comment yêu cầu để cho các bạn bên hotline có thể biết để cập nhật để phục vụ anh em nó kỹ càng, hoặc vào những các buổi live tiếp theo bọn em sẽ biết được nhu cầu thị hiếu của khách hàng để lên để cho anh em có thể cùng xem, cùng cân đối để chốt được sản phẩm tốt nhất, đúng không ạ? Thì buổi live thì cũng là trong nhà thì hiện tại cũng còn rất là nhiều xe, nhưng đúng ở rồi. Trong nhà thì không thể nào mà dắt ra dắt để quay được. Chi tiết để đúng. Cho anh em xem hết được. Thế anh em nào mà có nhu cầu xem những cái dòng xe khác hoặc là những cái xe gì theo yêu cầu của anh em thì anh em cứ comment ở bên dưới thì bên em sẽ hỗ trợ để buổi sau chúng em sẽ lên live để cho mọi người xem nhé. Đúng rồi. Đấy. Thì thời lượng buổi live thì Đức báo cũng hòm hòm lượng xe để phục vụ anh em rồi. Thì còn những sản phẩm nào mà chưa lên được hoặc là những comment nào và hai anh em chưa đọc được hết của tất cả các anh em thì mong các anh em thông cảm. Bộ phận online sẽ bổ sung sau hoặc hẹn anh em vào buổi live ngày hôm sau. Cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Hẹn gặp lại mọi người.